thuật sửa chữa mà thợ sẽ không bao giờ nói cho bạn biết. 1. Nếu vòi nước bị rò rỉ, đừng vội thay mới. Hãy kệ bỏ miếng dính trên và tháo ốc bên trong để lấy núm sai. Sử dụng một kìm hoặc mỏ lết để vặn chặt van này, sau đó đặt lại tay cầm của vòi nước thế là xong. 2. Nếu vòi hoa sen đang rò rỉ, hãy tách đầu hoa sen và ống dẫn ra, tiếp đến lơ lõi bên trong ra tìm điểm rò rỉ, cắt bỏ phần bị hỏng và gắn lại ống dẫn vào đầu hoa sen. Như vậy là không còn rò rỉ nữa rồi. 3. Vòi nước nhà bếp thường xuyên đưa qua đưa lại một thời gian dài, chỗ này xuất hiện rỉ nước, hãy tháo các ốc trên mặt bên và lấy ra ống kim lại. Thực ra chỉ là do răm cao su làm kín không tốt. Tháo răm cao su ra, dùng băng tang quấn quanh các rãnh mấy vòng. Tiếp đến lắp lại các răm cao su, thoa một chút dầu ăn lên bề mặt. Sau đó lắp lại ống dẫn kim loại và vặn chặt ốc. Như vậy là vòi nước nhà bếp đã hết rỉ nước rồi. 4. Nếu nước trong bồn xả vẫn chảy dù nước đã đầy, thực chất chính là tại van nước đầu vào. Hãy đóng van cấp nước, mở nắp phía trên, tháo ghim phao, sau đó tháo nắp nhựa trên đỉnh ra. Thông thường là do miếng đệm cao su phía trong bị bẩn. Tháo miếng đệm cao su ra và rửa lại bằng nước sạch, sau đó dùng kim thông sạch cái lỗ nhỏ bên trong. Cuối cùng lắp nó lại như ban đầu là được rồi. Chưa học thuộc hãy lưu lại mục yêu thích.